đã đến với video thứ 86 kênh nấu nướng cùng KTK. Hôm nay KTK chia sẻ với các bạn thêm một món bánh mì nữa, đó là bánh mì ngọt nhân sữa chua. Trong kênh của KTK có khá nhiều clip về bánh mì. Hy vọng là những clip về bánh mì của KTK luôn đem đến cho các bạn những điều hữu ích. Và đối với món bánh ngày hôm nay, các bạn thấy có một cái độ đàn hồi rất là tốt các bạn ha. Bánh không hề bị xẹp sau khi nướng. Màu sắc của bánh cũng rất là bắt mắt, vàng ươm, rất là bóng mượt. Và khi xé bánh, các bạn cảm nhận được một cái độ xốp mềm, dai và rất nhiều xốp. Wow, rất ngon đúng không các bạn? Và bên trong bánh là nhân sữa chua, có một cái vị ngọt chua của sữa rất là ngon. Từng cái cuốn bánh các bạn trông rất là hấp dẫn, nhìn là các bạn muốn thử ngay đúng không nào? Bánh rất là xốp và rất nhiều xốp. Hy vọng những cái clip của KTK sẽ luôn đem đến cho các bạn những điều hữu ích và thú vị. Và nếu các bạn yêu thích, đừng quên subscribe cho KTK một share, một like hay một cái comment, thì KTK rất là cảm kích với điều đó. Và để chuẩn bị cho món bánh ngày hôm nay thì các bạn cần có 170g sữa tươi. Các bạn sẽ đun ấm lên đến nhiệt độ 45 độ C. Các bạn nhớ nhiệt độ lý tưởng cho men nở là 45 độ C. Sau đó chúng ta thêm vào 4g men. KTK sử dụng instant yeast, tức là men liền, nhưng mà các bạn vẫn bỏ vào trong sữa ấm để cho men nở đến một cái độ rất là hoàn hảo. Sau đó thì các bạn sẽ để cho men nở trong sữa ấm 10 phút. Sau 10 phút thì các bạn thấy men nở rất là tốt, nhìn như là những cái ván cua. Sau đó thì mình đánh lên cho men tan ra và cho vào 30g đường. Khuấy đều lên để đường tan ra với sữa và men. Kế tiếp là 40g sữa đặc có đường. Phần bánh mì hôm nay mình không dùng trứng các bạn ha. Dạ, rồi các bạn cũng hòa đều sữa đặc có đường để sữa tan ra. Sau đó là 300g bột mì số 13. Bột mì số 13 luôn làm cho món bánh mì của chúng ta mềm xốp và rất nhiều xốp, dễ tạo xốp nữa các bạn. Và 3g muối kèm vào trong phần bột. Các bạn trộn đều các thành phần lên. Và khi mà các bạn thấy là các cái thành phần nó đã gom lại trong các cái phần bột, tức là nó tạo thành những cái cục bột to, thì các bạn sẽ chuyển qua, mình sẽ trộn bột bằng tay để cho các cái thành phần nó hòa quyện vào với nhau. Thực ra thì mình cũng không nhồi ở cái phần này các bạn ha, mà là mình chỉ làm cho những cái phần bột vụn nó gom lại thành một cái khối lớn. Rồi các bạn sẽ để cái khối bột này nghỉ 20 phút mà mình vẫn chưa cho bơ vào các bạn nha. Sau 20 phút các bạn ấn thử thì bột nó đã có một cái độ dai, và sau đó chúng ta sẽ thêm vào 30g bơ lạc được để mềm ở nhiệt độ phòng. Trong phần chế biến bánh mì, các bạn nhớ là tất cả các cái thành phần mình đều để ở nhiệt độ phòng để bánh có thể thành công dễ dàng và men có thể nở tốt, cũng như là bánh mì sẽ nở tốt các bạn ha. Rồi mình sẽ trộn để bơ thấm đều vào trong cái khối bột. Các bạn thấy là khi mà bơ đã thấm vào trong cái khối bột rồi thì mình sẽ lấy ra khỏi tô và cho ra một cái mặt phẳng nhồi. Các bạn nhớ rắc bột lên mặt phẳng để không bị dính bột ha. Thì đối với cái công thức ngày hôm nay, cái bột của mình nó không có quá dính các bạn ha, cho nên là rất dễ dàng nhồi. Và chúng ta bắt đầu nhồi trong vòng 15 phút. Thì trong suốt 15 phút đó, các bạn thấy là khi mình nhồi bột rồi các bạn kết hợp kéo bột, nhồi bột, kéo bột và đập bột, thì cái việc đập bột này sẽ giúp cho bánh mì của mình nó tạo nên nhiều xớ và dai. Cho nên là trong suốt 15 phút đó, các bạn nhớ là mình sẽ thay phiên nhau ha, nhồi bột, kéo bột rồi đập bột. Cứ như thế các bạn thấy là nhồi bột, kéo bột và đập bột. Thì khi mà các bạn nhồi tay như vậy, mình sẽ cảm nhận được cái độ mềm xốp của bột, và chúng ta sẽ thấy được cái bơ đã ngấm vào trong cái bột nó ở cái mức độ nào. Mình sẽ cảm nhận được là cái lúc đó là cái lúc mà tốt nhất để mà mình ủ bột. Và sau 15 phút thì các bạn sẽ vo tròn cái khối bột lại và cho vào lại vào trong cái tô để chúng ta ủ bột trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thank you.
Trong lúc ủ bột 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân. Các bạn có 75 gram sữa tươi và chúng ta làm ấm sữa lên, và sau đó là 7 gram bơ lạc để mềm. Thì các bạn bỏ vào trong cái sữa ấm, mục đích là để cho bơ nó tan ra, cho nên mình không có đun sôi sữa các bạn nha, chỉ là làm ấm. Ở một cái tô khác, các bạn sẽ cho vào một lòng đỏ trứng, 20 gram đường và 7 gram bột bắp. Lòng đỏ trứng chứ không phải là nguyên cái trứng các bạn ha. Và bột bắp sẽ giúp cho cái phần nhân của mình nó có một cái độ sệt tốt. Và các bạn hòa bột bắp, lòng đỏ trứng với lại đường lại với nhau cho nó tan đường ra. Và sau đó là 50 gram sữa chua. Các bạn dùng sữa chua có đường hay không đường đều được. Rồi mình hòa cho các cái thành phần này nó tan đều ra. Và để kỹ hơn nữa thì các bạn cho cái hỗn hợp này qua phần lược để cho cái phần nhân của mình nó sẽ thật là mịn. Sau khi lược xong, các bạn đổ phần sữa ấm và bơ được đun chảy vào trong cái hỗn hợp lòng đỏ trứng, bột bắp và sữa chua. Các bạn khuấy đều lên. Rồi chúng ta cho cái phần hỗn hợp này lên trên bếp. Các bạn đun ở lửa vừa cho đến khi hỗn hợp này bắt đầu sệt lại. Các bạn thấy là cái độ sệt nó vừa phải ha. Dạ, rồi sau đó thì chúng ta nhấc phần tô ra khỏi bếp và các bạn tiếp tục khuấy để cho cái phần nhân này nó không có đọng lại ở dưới đáy và nó không bị khét nha. Rồi mình để cái phần nhân này nguội đi. Ngoài ra mình còn chuẩn bị một cái phần topping, đó là gồm 25 gram bơ lạc để mềm và 25 gram sữa đặc có đường. Các bạn sẽ trộn đều hai thành phần này lên, đánh cho tan đều ra. Và chuẩn bị phần khuôn, các bạn sẽ dùng bơ phết lên trên thành khuôn và đáy khuôn, rồi sau đó mình cho giấy nến vào dưới đáy khuôn cũng như là cái giấy nến bao quanh thành khuôn. Khi chuẩn bị kỹ như thế này thì bánh lấy ra sẽ rất dễ dàng các bạn ha, và tạo hình cũng sẽ rất dễ. Rồi sau 1 tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ thấy là khối bột đã to lên rất nhiều và rất là nhiều hơi, cho nên là chúng ta sẽ làm xẹp cái phần hơi ở trong cái khối bột này. Rồi mình lấy phần bột ra khỏi tô, các bạn rắc một ít bột lên mặt phẳng nha, để không bị dính, và dùng tay làm xẹp toàn bộ phần hơi trong cái khối bột, và đồng thời mình cũng sẽ tạo cái hình cái khối bột thành một cái lớp tròn. Rồi chúng ta chia phần bột này ra làm 12 phần bằng nhau. Khi các bạn làm tròn như vậy thì mình chia phần nó sẽ rất là dễ dàng và nó cũng dễ đều nữa các bạn. 12 phần bằng nhau. Tiếp theo, mỗi phần như thế các bạn sẽ vo tròn thành một viên tròn. Như vậy chúng ta có 12 viên tròn cả thảy đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu công đoạn tạo hình. Mỗi một viên tròn như vậy các bạn sẽ dùng tay để làm cho nó mỏng ra, rồi sau đó mình dùng cây cán bột và cán ra thành một cái hình chữ nhật. Các bạn cán hình chữ nhật, lưu ý là mình sẽ tạo nên một cái hình chữ nhật có chiều rộng khoảng 9cm và chiều dài khoảng 20cm. Rồi các bạn cho nhân vào ở một cái góc phải, ở một góc các bạn ha, và mình xếp chéo cái góc phải đó. Rồi các bạn dùng dao cắt để cắt thành những cái sợi ở phần còn lại của cái hình chữ nhật. Các bạn nhớ là mình không cắt đứt nha, mình cắt nhưng mà nó vẫn còn như thế. Và các bạn bắt đầu cuốn lại thành những cái cuốn. Ok, và các bạn thấy là mình đã có được một cuốn rất là đẹp rồi. Và khi cuốn thì các bạn để ý làm sao cho có hai đầu, một đầu nhỏ hơn đầu kia nha các bạn. Rồi tiếp tục cho các cái viên bột còn lại, các bạn cũng sẽ tạo hình tương tự như thế. Nhưng các bạn nhớ là mình chỉ tạo hình 11 viên bột, chừa lại một viên bột sau cùng vì mình sẽ có một cái tạo hình khác các bạn nha. Và như vậy thì mình lại có thêm được một cuốn bột nữa rồi.
Tổng cộng là chúng ta có 11 cuốn bột, có cái chiều dài của từng cái cuốn bột là 9 cm. Các bạn cho các cuốn bột vào trong khuôn, và khuôn hôm nay KTK sử dụng có size là 24 cm. Các bạn lưu ý chất các cuốn bột có một cái khoảng cách đều nhau để mình chừa cái phần bột được nở lên và nó không có bị chèn với nhau quá nhiều các bạn ha. Rồi, và mình còn trống một cái khoảng ở giữa là cái nhụy, cho nên là bây giờ thì các bạn mới dùng tới cái viên bột thứ 12. Chúng ta cũng tạo hình thành một cái lớp hình chữ nhật mỏng nhưng mà dài hơn những cái trước đây, và các bạn sẽ bắt đầu cuốn bột như theo clip. Rồi các bạn sẽ quấn cái phần bột này như một cái hình xoắn ốc để tạo nên cái nhụy, tức là cái phần tâm của cái tạo hình. Rồi các bạn đặt cái nhụy vào ở giữa. Thế là chúng ta đã có một cái phần tạo hình rất là dễ thương đúng không các bạn? Rồi mình để tạo hình này nghỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn nhớ là luôn để cho bánh nghỉ 1 tiếng đồng hồ trước khi nướng các bạn nha. Và trước khi nướng thì các bạn cho một phần sữa chua lên trên mặt bánh. Đây là 50 gram sữa chua, có đường hay không đường đều được các bạn ha. Rồi mình dùng cọ phết mỏng các cái lớp sữa chua lên mặt bánh. Đây cũng là một cái điểm đặc biệt của món bánh mì hôm nay các bạn ha. Rồi chúng ta chuẩn bị lò nướng trước 15 phút nha các bạn, ở nhiệt độ 180 độ C. Chúng ta sẽ nướng bánh ở rãnh giữa, lửa trên lửa dưới 180 độ C trong vòng 25 cho đến 30 phút. Wow, giờ thì bánh đã ra lò và các bạn thấy cái màu vàng nó chưa thực sự nổi bật đúng không các bạn? Nó vẫn còn lì với cái phần bánh, và lúc bánh còn đang rất nóng vừa mới ra lò, các bạn sẽ nhanh tay cho phần topping mà mình đã chuẩn bị gồm bơ và sữa đặc có đường lên trên cái phần bánh, và chúng ta dùng cọ quét đều phần bơ và sữa đặc này ra thì các bạn sẽ thấy được một cái sự thay đổi rất là nhanh chóng và rất ngạc nhiên trên cái mặt bánh. Màu vàng lúc này rất nổi bật luôn các bạn, màu đậm đà hơn và nổi bật hơn, và bánh rất là bóng mượt. Các bạn đừng quên cái bước này nha. Để bánh mì thêm ngon, các bạn có thể cho thêm một ít hạnh nhân cắt lát đã được nướng thơm lên. Và chúng ta rắc những cái hạnh nhân cắt lát này vào khe của những cái cánh hoa thì các bạn sẽ có được một cái bông hoa bánh mì rất là xinh đẹp. Hy vọng các bạn yêu thích món bánh mì ngọt nhân sữa chua của KTK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.